Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sống Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ một cây viết mới, anh Tuấn. Ngày hôm nay lần đầu tiên đến với kênh Sống Truyện Ma, thì anh Tuấn sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Oan Hồn Trong Bệnh Viện. Sau đây xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi câu chuyện và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là ủng hộ cho các tác giả nha. Chiều thứ bảy, Luân dắt chiếc quay tàn của mình rời khỏi quán ăn. Trên áo vẫn còn thấm đẫm mồ hôi vì hôm nay quán khá đông khách. Lúc này anh chỉ tập trung vào một điều duy nhất: về nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi chìm vào giấc ngủ. Ngày mai sau khi nhận lương xong, anh sẽ xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng. Trên đường về, Luân thoáng chút buồn. Tất cả đều xuất phát từ cuộc gọi bất ngờ mà anh nhận được trong giờ làm. Đó là Trân, cô bạn gái cũ mà Luân từng yêu suốt 4 năm. Nghe giọng cô qua điện thoại, những kỷ niệm ùa về. Nhưng cô gọi chỉ để thông báo cô sắp sửa lên xe hoa và muốn mời Luân đến dự lễ cưới. 2 tuần nữa là ngày cưới của em. Em muốn mời anh đến dự. Em có tìm đến chỗ trọ của anh để đưa thiệp, mà hình như là anh đi chỗ khác rồi, nên đành phải gọi cho anh. Anh đến chung vui với em được chứ? Ừ, tại anh dọn đến chỗ khác có giá thuê cho rẻ hơn, nên em không tìm được cũng đúng. Chúc mừng em nha. Tất nhiên là anh sẽ đến dự rồi. Vậy cho em địa chỉ đi, ngày mai em đến em gửi thiệp nha. Ừ, địa chỉ là... Giữa lúc tâm trạng đang rối bời, Luân không nhận ra rằng tay mình đang siết chặt tay ga và chiếc xe của anh đang lao vút trên đường. Đến một ngã ba, Luân giật mình phanh gấp, bởi từ trong con hẻm, một cô gái cũng phóng xe ra. Anh trượt dài trên lề, cô gái kia cũng mất đà và ngã nhào xuống. Anh bị chấn động và bất tỉnh, còn cô gái kia chỉ trầy xước một chút. Vài bác xe ôm đậu gần đó chạy đến chỗ Luân, đỡ anh và cô gái kia ngồi dậy. Cô gái thấy Luân đã bất tỉnh, vội vàng la lên nhờ sự trợ giúp. Chú giúp con đưa người này vào bệnh viện với, bệnh viện ở ngay sau đây thôi ạ. Thấy cô gái đang hốt hoảng, các bác xe ôm lập tức chở Luân và cô gái kia đi về hướng ngược lại. Thì ra cô là bác sĩ thực tập, đang vội vã ra về thì đụng phải Luân. Đến bệnh viện, Luân lập tức được các điều dưỡng đưa lên băng ca và chuyển vào khoa ngoại chấn thương. Các y tá lập tức thông báo cho bác sĩ Trí xuống ngay phòng cấp cứu. Trên đường đi, hơi bất ngờ vì người đi theo phía sau băng ca chở bệnh nhân chính là Linh. Trí vừa chạy vừa hỏi: Ủa Linh, sao em lại ở đây? Không phải em hết ca thực tập rồi sao? Còn nữa, sao người gầm chạy sức hết vậy? Linh vừa chạy theo vừa giải thích: Thì đúng là hết ca của em rồi, nhưng mà lúc về thì đụng phải cái ông thần này nè, chạy xe kiểu gì như bị công an dí vậy đó, phanh gấp cho nên té trên đường. Giờ phải đi theo ổng coi có làm sao không nữa, khổ thiệt chứ. Vừa lúc đó thì đến trước cửa phòng cấp cứu, Trí lên tiếng: Được rồi, em sơ cứu vết thương đi, có gì anh thông báo cho em sau. 3 tiếng trôi qua, Linh cứ thấp thỏm đi đi lại lại trong phòng sơ cứu. Mọi viễn cảnh xấu nhất được cô vẽ ra. Nếu anh chàng kia không may có chuyện gì thì cô phải làm sao? Linh vội chạy ngay đến phòng cấp cứu. Sau khi đã được thăm khám kỹ càng, cuối cùng Luân cũng tỉnh lại. 2 mắt lờ mờ mở ra, ánh đèn của căn phòng rọi thẳng xuống, khiến anh nheo mắt, miệng thều thào: Ừ, tôi đang ở đâu đây? Trí trên tay vừa cầm một tập hồ sơ, vừa từng bước tiến đến gần nơi Luân. Ở đây là bệnh viện, anh đang nằm trong phòng cấp cứu đó. Anh cứu tôi làm gì? Sao không để tôi chết đi cho rồi? Sao lại nói như vậy? Anh đã trải qua chuyện gì kinh khủng lắm hay sao? Có nói anh cũng không hiểu đâu. Rõ ràng Luân vẫn còn yêu Trân rất nhiều, nhưng vì anh nghèo, ngày anh nói lời chia tay, cả hai đã khóc rất nhiều. Người đau đớn chắc hẳn là Trân,
Dù vậy, nhưng anh chẳng thể nào quên được hình bóng của cô gái ấy. Để rồi khi gặp lại, tin sét đánh mà Luân nhận lại được là Trân sắp đi lấy chồng. Nhìn Luân đang nhắm mắt như không muốn trả lời, Trí thở dài lắc đầu. Cuộc sống là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho mỗi con người. Mặc dù tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với anh, nhưng đừng có để dễ dàng mất niềm tin và từ bỏ như vậy. Thôi, anh nghỉ ngơi đi, đừng có để tâm trạng không tốt ảnh hưởng đến sức khỏe của mình đó. Lạc quan là liều thuốc tốt nhất cho mọi căn bệnh đó. Được rồi, cảm ơn bác sĩ. Bước ra khỏi căn phòng, thấy Linh đang chạy đến chỗ của mình, Trí ngạc nhiên. Ê, chạy đi đâu mà như ma đuổi vậy cô nương? Linh vừa nói vừa thở, mặt cô lộ vẻ lo lắng. Anh ta sao rồi? Anh ta không sao, chỉ chấn thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi khoảng 2 tuần là khỏi. Mà sao nhìn em có vẻ lo lắng vậy? Em lo cho cái ông thần đó đó, em sợ lỡ có chuyện gì vạ đến em đó chứ. Thôi, em dạo coi anh ta ra sao đi, mà nhẹ nhàng thôi nha, tâm trạng anh ta không được tốt đó. Bước vào trong căn phòng, thấy Luân đang nằm nhắm mắt, hai tay để trên bụng. Nhẹ nhàng bước tới gần, Linh hỏi, anh thấy sao rồi? Nghe có tiếng người, Luân mở mắt. Trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn, khuôn mặt gọn gàng thanh tú, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, tóc dài đến ngang lưng. Luân chống tay ngồi dậy. Cô là y tá hả? Không, tôi là bác sĩ thực tập. Anh có nhớ gì sao mình nằm ở đây không? Tôi bị tai nạn. Vậy anh có biết mình đã va chạm với ai không? Đừng có nói là... Đúng rồi đó, người anh tông á là tôi đây nè. Luân giật mình, gãi đầu xấu hổ. Anh đành nhoẻn miệng cười trừ. Tôi xin lỗi nha. Lúc đó tôi đang mãi suy nghĩ cho nên không để ý. Vậy cô có sao không? Bất chợt, khi nhìn Luân cười, Linh mới để ý. Hóa ra anh chàng này cũng đẹp trai, mắt hai mí, lông mày rậm, nét thư sinh non tơ, đặc biệt nụ cười tỏa nắng, khiến con tim Linh có chút bối rối. Đột nhiên cô nhẹ giọng lại. Tôi không sao. Từ giờ tôi sẽ trông chừng anh cho đến lúc anh khỏe lại và xuất viện. Cô không cần phải làm vậy đâu. Luân đẩy tay từ chối. Đó là trách nhiệm của tôi. Xét về cá nhân thì tôi cũng có lỗi. Còn về công việc thì tôi cũng là thực tập ở đây. Kiểu gì thì tôi cũng phải chăm sóc cho anh thôi. Vậy sắp tới tôi phải làm phiền cô rồi. Luân cười ngại ngùng. Linh rời khỏi phòng bệnh. Vậy là cuối cùng cô cũng trút được gánh nặng. Tối đến, Luân lại miên man nghĩ về mối tình một năm trước của mình. Cầm chiếc điện thoại trên tay, anh định gọi cho Trân nói vài câu. Nhưng chưa kịp gọi thì đã có người đến. Là Minh, thằng bạn cùng phòng. Alo, đi đâu mà giờ này chưa về nữa? Bên kia điện thoại có tiếng gắt lên. Luân chậm rãi đáp lời bạn. Tao bị té xe, đang trong bệnh viện nè. Minh hỏi, vừa quan tâm nhưng cũng có phần trêu đùa. Đi đứng cái kiểu gì mà để té như vậy? Lo ngắm em nào hả? Ngắm cái đầu mày á, có rảnh thì mai vào thăm tao. Ê, tao ngủ đây. Dứt câu, Luân tắt máy, định nằm xuống ngủ một giấc, nhưng lại có tiếng gõ cửa. Luân nghĩ giờ này tối rồi, ai còn đến tìm nữa. Anh bước ra mở cửa. Nhưng lạ thay, bên ngoài hoàn toàn không có ai, chỉ là dãy hành lang không một bóng người. Trở về giường nằm, vừa đặt lưng xuống, thì tiếng gõ cửa lúc nãy lại vang lên. Lần này tiếng gõ có vẻ rất chậm và từ tốn. Luân nhanh như cắt lao ra mở ngay cánh cửa, như muốn tóm lấy kẻ nào đang trêu đùa mình. Nhưng một lần nữa vẫn chỉ là dãy hành lang tối om lạnh ngắt. Chỉ có một ánh sáng hắt ra từ căn phòng cùng dãy mà Luân đang nằm. Luân vẫn nghĩ rằng có ai đó đang đùa giỡn với mình. Tiếng gõ cửa vẫn vang lên khi anh đóng cửa lại. Lần này kèm với tiếng gõ là tiếng cười của một cô gái. Giọng cười lanh lảnh rùng rợn đến đáng sợ.
Luân lại lao ra. Vẫn như lúc nãy, hoàn toàn không có ai. Tuy nhiên tiếng cười vẫn còn vang vọng nơi cuối dãy hành lang. Sự tò mò và bực bội vì bị phá khiến Luân quyết định đi về phía cuối hành lang. Nhưng bước đến đâu thì có tiếng bước chân đi theo đến đó. Anh ngoái đầu nhìn lại thì tiếng bước chân không còn nữa. Cuối cùng thì cũng đến được căn phòng cuối của dãy hành lang. Từ bên trong căn phòng, ánh sáng của ngọn đèn liên tục chớp tắt. Khi Luân đưa tay mở cửa thì một cô gái đầu tóc rũ rượi, hai hốc mắt đang rỉ máu, tay chân buông lỏng xuống, máu từ phần hông trở xuống ướt đẫm cả chiếc quần trắng, đang nhìn chằm chằm vào anh. Luân hoảng hồn hét lên một tiếng rồi cắm đầu mà chạy. Càng chạy thì tiếng bước chân phía sau đuổi theo ngày một rõ rệt. Cứ như thế Luân chạy hết dãy hành lang thì đâm phải một người khiến cả hai té nhào. Cô gái kia la lên thất thanh. Hoàng Hùng tỉnh lại, hóa ra người anh đâm phải lại là Linh. Anh lồm cồm bò dậy, Linh nhăn nhó. Anh làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy? Thì tôi bị ma đuổi thật mà. Luân vừa thở vừa nhìn ra sau lưng. Anh đừng có tào lao, ma ở đâu? Cô không tin á, tôi dẫn cô đi xem. Nó nằm ở cuối hành lang kia kìa. Luân chỉ tay về phía cuối hành lang, nơi Luân đã tháo chạy. Nhìn theo ngón tay Luân chỉ, cô hạ giọng. Anh đi về phòng đi, không có ma cỏ gì đâu. Còn nữa, lần sau đừng có tùy tiện đi về căn phòng đó nữa, nếu không muốn thấy những thứ không nên thấy. Vậy là ở đó có ma hả? Đã nói là không có gì hết mà. Nếu anh không tin á, tối nay tôi sẽ thức với anh. Được rồi, vậy về phòng đi, xem tôi có nói sai hay không. Thế là hai người cùng nhau trở về căn phòng. Luân ngồi trên giường, còn Linh ngồi ở chiếc bàn đặt cạnh cửa ra vào. Ngồi khoảng 30 phút mà không thấy có động tĩnh gì, Linh nhướng mày nhìn Luân. Tôi nói với anh rồi, ngồi nãy giờ cũng 30 phút rồi, làm gì có tiếng gõ cửa với tiếng bước chân nào. Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi bị gõ cửa, rồi tôi thấy một cô gái mặc chiếc quần đầy máu ở căn phòng cuối dãy đó, cho nên mới chạy thục mạng như thế nè. Chắc anh bị té xe cho nên đầu óc có vấn đề, bị qua mắt rồi đó. Tôi không đòi coi với cô nữa, nhưng mà cô đã hứa thức hết đêm nay thì cố mà giữ lời nha, tôi ngủ trước đây. Tuy nói là ngủ, nhưng thật ra làm sao Luân có thể ngủ ngon được khi đầu óc anh vẫn còn hình ảnh quái dị ấy. Bất chợt nhìn sang, thấy Linh đã gục trên bàn từ khi nào. Khuôn mặt lúc ngủ dịu dàng hiền lành như một thiên thần, khiến Luân có một chút xao xuyến. Anh ngồi dậy, đem chiếc chăn đến khoác lên người Linh. Trong vô thức, Linh bám lấy chiếc chăn chặt hơn rồi cựa mình một chút. Sáng hôm sau, Linh đảo mắt nhìn sang giường, nhưng không có Luân ở đó. Thấy trên người mình là một chiếc chăn, cô có vẻ hiểu rằng người đắp cho mình chính là anh chàng kia. Cô vội bước ra ngoài sảnh trước, thì thấy Luân đang đẩy một bà lão ngồi trên xe lăn đi dọc hành lang, hướng ra khuôn viên của bệnh viện. Luân đặt bà lão ngồi cạnh băng ghế đá, rồi vội vã chạy về hướng căn tin bệnh viện. Một lát sau anh quay lại, trên tay cầm một chai nước suối và một hộp cơm. Anh mở chai nước và hộp cơm ra, đút cho bà lão từng muỗng. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Từ đằng xa, Linh từ từ bước đến gần hai người họ, hai tay nắm lấy vai bà lão từ phía sau. Linh nhoẻn miệng cười. Dì ba, hôm nay trông gì da dẻ hồng hào hơn rồi đó nha. Dì cũng khỏe nhiều rồi. Hồi sáng này định nhờ con đưa dì ra đây hít thở không khí ngoài trời một chút, nhưng mà không thấy con đâu hết. Mai mà có cậu thanh niên này đưa dì ra đây nè. Dạ, tại hôm nay con xuống ca trễ. Dì ăn gì chưa? Đây nè, cậu thanh niên mới mua cơm cho dì đó. Tốt bụng hết sức hả? Vậy dì ăn đi, rồi chút nữa con đem thuốc xuống cho dì uống nha. Giờ con về khoa con lấy thuốc phát cho mọi người rồi. Sau khi trở về phòng của mình, Luân nằm trên giường được khoảng 15 phút thì có tiếng gõ cửa. Linh bước vào phòng với một khay thuốc trên tay. Cạnh bên là một ổ bánh mì và một hộp sữa. Đây là thuốc của anh nè, ăn đi rồi uống thuốc. Cảm ơn cô, tôi tưởng nhiệm vụ của cô chỉ là đưa thuốc thôi chứ.
Đây là tôi muốn cảm ơn anh vì đã thay tôi chăm sóc dì ba. Mà không ngờ anh cũng hiếu thảo với người già như vậy. Chắc ở nhà anh rất thương ba mẹ mình ha. Ba mẹ tôi ở dưới quê. Ở nhà có mình tôi là con một à. Ông bà gửi gắm hết hy vọng vào một mình tôi đó. Cho nên cho tôi lên thành phố. Thấy dì ba có một mình như vậy, tôi nghĩ ngay đến mẹ mình cũng đang lam lũ vất vả ở quê. Vậy mà bây giờ tôi phải nằm viện như thế này. Tôi không dám gọi về báo tin, sợ ở nhà ba mẹ tôi lo. À, mà cô đã báo tin về cho gia đình tôi chưa? Tôi xuống đưa thuốc cho anh, cũng là để sẵn tiện hỏi anh về việc này nè, để gia đình còn vào chăm sóc cho anh nữa. Thôi đừng, cô đừng có báo về cho gia đình tôi biết. Viện phí tôi lo được. Tôi còn thằng bạn cùng phòng nữa, chắc chút nó nữa nó vô thăm đó. Cảm ơn cô nghe. Định xoay lưng đi, nhưng Linh chợt nhớ ra một chuyện. Cô quay lại hỏi. Hôm qua bác sĩ Trí, người đã khám cho anh, có nói với tôi là anh đang gặp phải chuyện gì đó mà trong anh muộn phiền và thất vọng lắm. Nhắc đến việc này, một thoáng buồn lại lướt qua trong lòng Luân. Nhưng chỉ lát sau, anh lại ngẩng mặt lên cố gượng một nụ cười không mấy vui vẻ. Cô có biết vì sao tôi lại tông vào cô không? Anh đừng có bảo là anh đang mãi lo nghĩ về cái chuyện gì đó nghe. Luân chậm rãi tâm sự với cô, một cô gái vừa mới quen cách đây không lâu. Tôi có một mối tình rất đẹp với một cô gái, nhưng đã chia tay cách đây một năm trước. Hôm qua cô gọi cho tôi, nói là chuẩn bị đi lấy chồng. Tôi quá bất ngờ cho nên cứ giữ cái tâm trạng đó mà đi trên đường. Vừa kể, Luân vừa xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Thì ra nguyên nhân là như vậy đó hả? Nhưng mà đã chia tay rồi sao? Tôi thấy anh vẫn còn lưu luyến. Chẳng phải cô ta sắp lấy chồng sao? Anh buồn thì cũng có làm được gì đâu. Luân kể lại năm ấy, ngoài anh ra thì còn có một chàng trai khác đã thầm thương trộm nhớ Trân từ những ngày còn học cấp 2. Mãi sau này, trong một lần ngồi nhậu cùng chàng trai đó, vì quá say nên anh ta nói cho Luân biết. Nhưng vì lúc đó cả hai đang hẹn hò nên chàng trai đó không thể xen vào. Anh ta giàu hơn Luân rất nhiều. Đã vậy anh theo đuổi Trân đã hơn 10 năm trời. Nhưng vì cô chuyển trường nên anh ta mất liên lạc. Khi lên đại học và gặp lại Trân, anh ta mới có thể tiếp tục theo đuổi cô gái mà mình yêu. Khi đã tiếp xúc đủ lâu, Luân cảm nhận được sự chân thành của anh ta, hoàn toàn không có bất cứ một hành động nào như muốn phá hoại mối quan hệ của anh và Trân, mà thậm chí còn cầu mong cho cả hai hạnh phúc. Đó mới là người đàn ông chân chính. Luân nhận ra rằng bản thân mình chưa đủ khả năng để đem lại hạnh phúc cho Trân. Vậy thì tại sao anh không để cô ấy có một bến bờ vững chắc? Đem lại hạnh phúc cho người mình yêu là đúng, chỉ là cách làm của anh á chưa có chính xác thôi. Linh cất tiếng. Trên môi Luân nở một nụ cười khác hẳn với nụ cười buồn rầu ban nãy. Cảm ơn cô. Sao lại cảm ơn tôi? Cô đã giúp tôi trút đi gánh nặng trong lòng. Sau khi nói chuyện với cô, tôi thấy người mình nhẹ hơn hẳn. Lâu lắm rồi chưa có ai ngồi nghe tôi tâm sự như vậy cả. Linh vỗ vai Luân. Hai người nhìn nhau cười. Sau đó họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Rồi từ bao giờ họ đã thân nhau mà không biết. Đêm đến vẫn chỉ có một mình Luân trong phòng. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi tiếng gõ cửa lại vang lên. Hình ảnh rùng rợn của cô gái tối qua lại ùa về trong trí nhớ của Luân. Anh từ từ đi đến gần cánh cửa, nhẹ nhàng đẩy nó ra. Bất ngờ phía sau lưng có tiếng cười vang lên. Giật mình quay lại, trước mặt Luân vẫn là cô gái có đầu tóc rũ rượi, chiếc quần đầy máu, đang ngồi trên giường và nhìn anh cười như điên dại. Vụt một cái, nó lao ra và bấu lấy cổ của Luân. Cảm giác khó thở khiến anh không tài nào la lên được. Anh bất tỉnh nằm ngay cửa. Một lát sau, khi nghe tiếng vỗ bộp bộp trên má, Luân đờ đẫn tỉnh lại. Vừa trông thấy bóng người đang nâng đầu mình lên, anh ta la lên trong hốt hoảng. Mà, cứu tôi, cô Mà. Mà cái đầu anh đó, tôi đây nè. Linh ghì chặt Luân lại, tát cho Luân một cái như trời giáng.
Hoàng hồn bật dậy, Luân hai tay ôm lấy cổ, cảm giác khó thở vẫn còn đó. Nhìn sang một bên thì thấy Linh ngồi kế. Luân cuống cuồng ngồi bật dậy, nhìn về phía chiếc giường của mình nằm. Nó đâu rồi? Anh bình tĩnh coi, nó nào? Vẫn chưa tỉnh hả? Trong thoáng chốc, cùng ngoái đầu nhìn về căn phòng ở dãy của hành lang, ánh mắt như đoán biết được đã xảy ra một việc gì đó. Luân đi về giường, gom chăn gối của mình đi ra khỏi phòng. Linh nhìn theo và hỏi: Anh đi đâu đó? Đi ra ngoài sảnh ngủ, chứ ở đây làm sao mà ngủ được? Có giường chiếu đàng hoàng không nằm, lại đòi ra sân ngủ. Cô đi mà nằm, ở đây để con ma đó đi dọa cho chết hả? Thôi, coi như tôi thua anh. Đêm nay tôi sẽ ở lại đây canh con ma đó cho anh nha. Làm ơn, đi về giường nằm giùm tôi đi. Để ngày mai bác sĩ chính mà thấy anh nằm ở đây hả, tôi bị mắng nữa cho coi. Linh xua tay đuổi Luân về chỗ. Cô nói tôi mới để ý. Đúng là như có hai người thì con ma đó không có dám quấy phá. Cảm ơn cô nha, lại làm phiền cô rồi. Vậy là một đêm nữa Luân được ngủ ngon khi có Linh ở cùng. Nhưng không thể để tình trạng này kéo dài mãi được. Anh dự định ngày mai sẽ tìm người hỏi. Thật ra căn phòng của dãy hành lang kia chứa đựng bí ẩn gì và có ai bị dọa như mình hay không. Sáng hôm sau khi mặt trời đã lên cao, Luân rời khỏi giường, vươn vai làm một vài động tác thể dục cho khỏe người. Đang tập thì có người bước vào. Bệnh tình sao rồi? Khỏe chưa? Đó là tiếng của Minh, người bạn cùng phòng với Luân. Nghe tiếng gọi, Luân quay lại. Bạn bè tốt quá hả? Bị té từ hôm kia mà hôm nay mới vào thăm. Sao mày không chờ tao chết luôn đi, rồi mày đến mày phúng điếu cho tao luôn? Tao cũng muốn vậy đâu, bận quá nên giờ mới thăm mày được nè. Minh cười khì, vỗ vai Luân. À, mà mày đã gọi về báo cho mẹ mày biết chưa? Tao không muốn mẹ tao lo cho nên không có gọi. Chứ cả tao cũng không bị nặng lắm cho nên chỉ cần ở đây 2 tuần là được xuất viện rồi. Nhưng mà ớn quá mày à, không biết tao chịu nổi 2 tuần không nữa. Ủa, sao vậy? Có chuyện gì à? Ở đây có ma đó. Ma hả? Thật không? Tao bị dọa 2 lần rồi. Chà, vô này hấp dẫn hả? Được rồi, để vài bữa nữa tao về quê, rồi tao mang đồ nghề lên đây, sau đó sẽ bắt con ma đó cho mày. Mình nói với giọng đầy phấn khởi. Tao biết mày có chút bản lĩnh, cũng khá am hiểu về tâm linh nên mới kể cho mày nghe. Nhưng mà ráng tranh thủ nha mày, để nó dọa mãi, tao không chết vì bệnh, chắc cũng chết vì sợ đó. Đang nói chuyện thì bên ngoài có tiếng bước chân. Bước vào phòng là một cô gái cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, được trang điểm một cách sắc sảo, ăn mặc khá phong cách, sang trọng và sành điệu. Trên tay là một chiếc túi hiệu đắt tiền. Cả Luân và Minh cùng ngoảnh lại nhìn. Cô gái kia chậm rãi bước vào với vẻ e ngại. Anh Luân, anh sao rồi? Bất ngờ trước vẻ đẹp và sự sang trọng quý phái của cô gái, mình ghé tai hỏi nhỏ Luân. Ai vậy? Là bạn gái cũ của tao. Em có đến phòng trọ tìm anh nhưng mà không gặp. Hỏi chủ nhà trọ thì họ bảo là anh bị tai nạn đang nằm ở đây. Trần lên tiếng làm hai người đang xù xì to nhỏ kia phải giật mình. Cảm ơn em đã vào tận đây thăm anh. Chào em, bạn của Luân hả? Thôi, không làm phiền hai người nữa. Anh có chút việc phải đi rồi. Hai người ở lại nói chuyện nha. Bên trong phòng, Luân ngồi đối diện với Trân. Hai người không dám nhìn nhau, cũng không ai dám lên tiếng trước. Có vẻ mỗi người có một nỗi lòng riêng mà không muốn nói ra. Một lát sau, Trân cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Em đến đây thứ nhất là để thăm anh, còn một việc nữa. Nhưng mà nếu nói vào lúc này thì em sợ... Là chuyện đám cưới có đúng không? Tránh đi ánh mắt của Luân, Trân gật đầu miễn cưỡng. Không sao đâu, có gì đâu mà em ngại.
Thiệp mời của anh đâu nè? Mặt Luân vẫn cố tỏ ra vui vẻ. Em không cần phải cảm thấy áy náy đâu. Dù em có như thế nào thì anh vẫn luôn chúc phúc cho em mà. Anh nói như vậy em nhẹ lòng đi rất nhiều rồi. Cảm ơn anh nha. Vừa lúc đó Linh bước vào, trên tay là một khay thuốc, một hộp cơm, lần này có cả một đĩa trái cây nữa. Thấy Trần đang ngồi nói chuyện với Luân, cô vội đặt tất cả xuống bàn. Chào chị, chị đến thăm bệnh nhân có đúng không ạ? Đúng rồi, cô là... Tôi là bác sĩ thực tập, có nhiệm vụ chăm sóc cho bệnh nhân ở phòng bệnh này. Hôm nay có cả trái cây nữa à? Hôm qua là muốn cảm ơn tôi vì đã giúp cô chăm sóc dì ba. Vậy hôm nay là muốn cảm ơn tôi chuyện gì đây? Luân nhìn lên khay thuốc rồi đánh cái nhìn với vẻ trêu ghẹo sang Linh. Tôi chỉ muốn anh mau khỏi bệnh rồi đi khỏi đây đi. Để anh đừng có phiền tôi nữa. Thật không? Kiểu này chắc tôi không muốn hết bệnh đâu. Để được cô chăm sóc như thế này mãi đó. Anh đừng có mà mơ nha. Ủa vậy chứ sao cô nhiệt tình quá vậy? Không những mua cơm còn gọt thêm trái cây cho tôi nữa. Như vậy là sao? Tôi không nói với anh nữa. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ đi. Cả hai mãi lo vui vẻ mà quên mất rằng Trần vẫn đang ngồi đó. Nhìn hai người kia vô tư đùa giỡn, Trần cảm thấy nhẹ lòng. Có lẽ Luân đã quên được cô rồi. Điều đó làm Trần xóa đi được cảm giác áy náy ngại ngùng khi phải đối diện với Luân. Cô đặt tấm thiệp cưới xuống bàn rồi đưa tay lên hắn giọng. Em về nha, chúc anh mau bình phục, nhớ đến dự đám cưới của em đó, tạm biệt anh. Hai người kia bây giờ mới giật mình nhớ ra, nãy giờ Trần vẫn còn ngồi ở đó. Linh vội lùi ra khỏi Luân, lúng túng. Vậy ra đó là cô bạn gái cũ của anh đó hả? Là cũ đó. Màn đêm buông xuống, đang loay hoay chuẩn bị thuốc để phát cho các phòng bệnh thì đột nhiên điện thoại của Linh reo lên. Alo, con nghe nè mẹ ơi. Nhớ thứ tư này về nha Linh, đám dỗ chị con đó. Dạ con nhớ mà mẹ, làm sao con quên được. À còn chuyện này nữa nè, bay đã hứa là lần này về sẽ dẫn thằng rể về ra mắt mẹ. Đừng có giả giờ là nó bận như mấy lần trước nữa đó nghe. Lần này mà mày không dẫn nó về thì đừng có nhìn mặt mẹ nữa nghe con. Nhưng mà mẹ... Không có nhân nhị gì hết đó, mẹ nói rồi đó, liệu mà làm đi. Linh đã nhiều lần diện lý do, nghĩ ra hàng trăm kế sách để qua mặt bà. Nhưng xem ra lần này Linh đã hết cách thật rồi. Đang đau đầu không biết phải làm sao thì bác sĩ Trí gọi đến. Alo Linh, em qua phòng anh liền đi. Có một số hồ sơ anh cần bàn giao lại cho em. Qua ngay nha. Dạ em qua ngay. Trước lúc ra khỏi cửa, Linh không quên nhắn vội lại cho cô bạn đồng nghiệp của mình. Tao qua chỗ bác sĩ Trí, phần còn lại ở đây có gì mày giúp tao nha. Mày đi đi, có gì cứ để tao. 5 phút sau, Linh có mặt tại căn phòng của Trí. Sau khi đã ngồi nghe Trí phổ biến về hồ sơ và công việc sắp tới mà cô phải làm, Linh vừa đứng lên chào rồi đi ra khỏi phòng thì bỗng nhiên Trí hỏi. Linh này, sau khi xong ca trực anh muốn mời em đi ăn với anh được không? Dạ không được anh ơi, em còn việc phải làm nữa. Đi ăn với anh tí đi rồi về làm cũng được mà. Dạ thôi, hẹn anh lần khác nha, hôm nay em thực sự có việc bận á. Linh cười nhẹ từ chối. Vừa đứng dậy định bước ra khỏi cửa thì Trí kéo tay Linh lại. Linh, em thừa biết là anh thích em, anh có tình cảm với em mà. Sao em cứ tránh né anh hoài vậy? Anh Trí à, anh bình tĩnh lại đi. Em chỉ coi anh như là một tiền bối đã tận tình chỉ bảo em, chứ em không có nghĩ gì khác. Linh vùng tay, giật tay ra khỏi người của Trí. Nhưng mà anh đã yêu em từ ngay cái nhìn đầu tiên, khi em mới vào đây thực tập rồi. Em không hiểu tình cảm của anh dành cho em sao? Nhưng mà em không có tình cảm, không có cảm giác gì với anh trơn á. Mau buông em ra đi. Trí dùng hết sức của một thằng đàn ông dùng Linh vào góc tường rồi đè cô xuống. Anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra, cứu tôi với. Linh gào thét kêu lên cầu cứu trong vô vọng. Em đừng có la, không ai nghe đâu. Trí tiếp tục những hành động và mạnh bạo đè chặt người của Linh xuống đất.
Trong lúc này, ngồi đợi Linh trong phòng bệnh, đã gần đến giờ đưa thuốc, nhưng vẫn chưa thấy Linh đâu. Luân đành lên tận phòng kiểm phát thuốc để hỏi. Thật ra đây chỉ là cái cớ để anh muốn gặp Linh thôi. Bước đến phòng phát thuốc, Luân đưa tay gõ cửa. Từ bên trong cũng có một người nữ bác sĩ thực tập bước ra, nhưng đó không phải là Linh. Dạ anh cần gì? Tại tôi thấy gần đến giờ phát thuốc rồi, mà vẫn chưa thấy ai xuống cho nên lên đây hỏi. À, anh cứ yên tâm đi, tôi chuẩn bị xuống phát thuốc cho mọi người nè, anh cứ về phòng đi nha. Ủa, mà cô cho tôi hỏi, người phát thuốc mỗi bữa hôm nay không làm gì cả? Cổ có việc phải đi gặp bác sĩ chính rồi, nên hôm nay tôi sẽ phát hai cho cô ấy. Có phải bác sĩ Trí không? Đúng rồi, sao anh biết? À, tại vì bác sĩ Trí là người đã khám trực tiếp cho tôi. À mà sẵn tiện, cô có thể cho tôi biết phòng làm việc của bác sĩ Trí nằm ở đâu không ạ? Tôi có việc muốn hỏi anh ấy. Anh đi hết hành lang này nè, rồi anh quẹo trái, cuối dãy hành lang là có một cái văn phòng, đó là phòng làm việc của bác sĩ Trí đó. Cảm ơn cô nha. Bước lên dãy hành lang mà nữ bác sĩ kia chỉ, Luân định bụng sẽ đợi ở đó, đến khi lên xong việc sẽ tạo cho cô một bất ngờ. Nhưng vừa đến nơi, anh nghe có tiếng la hét ở phía cuối căn phòng. Nghe kỹ lại thì đó là tiếng kêu cứu của Linh. Lập tức Luân phóng ngay đến chỗ đó, đạp cửa xông vào. Anh thấy Linh đang bị Trí đè ở dưới đất, hai tay bị kẹp chặt, còn Linh thì vừa khóc vừa vùng vẫy chống cự. Luân lao vào đạp Trí một cái, khiến cho hắn ngã nhào, đầu đập vào vách tường. Linh, cô không sao chứ? Anh ta muốn hại tôi đó. Rồi, tôi biết rồi. Bây giờ đi ra khỏi đây nha. Về đến phòng, Linh vẫn ngồi khóc rấm rứt, còn Luân thì cứ tiếp tục vuốt ve an ủi, nhưng không tài nào làm Linh nín khóc được. Trời ơi, khóc gì mà khóc dai dữ vậy không biết nữa. Bây giờ có cách nào làm cho cô có thể nín khóc không vậy? Linh gật gật đầu, nhưng hai mắt vẫn còn đỏ hoe và ứa nước mắt. Cách nào? Cho em cắn cái đi. Trọn mắt nhìn Linh đầy bất ngờ, nhưng Luân đành phải đưa tay ra. Chỉ có làm vậy thì cô mới chịu nín khóc. Luân đầu điến la lên oai oái, nhưng không dám rút tay lại. Anh chỉ còn biết cố gắng cắn răng chịu đựng, tay còn lại bám chặt vào thành giường. Hồi sau Linh buông ra thì trên tay Luân đã in dấu răng sâu hấm. Quả thật Linh đã nín khóc. Anh nhìn cô mặt nhăn như khỉ ăn ớt. Dạ, mỗi lần cô khóc là cắn người vậy đó hả? Nhìn khuôn mặt méo mó đến buồn cười của Luân, Linh hai mắt ráo hoảnh. Có đâu, đâu phải lúc nào cũng có người để cắn. Vậy nếu không có người, cô sẽ xử lý làm sao? Xin lỗi anh nha, tại từ nhỏ em có thói quen đó rồi. Mỗi lần khóc là phải cắn cái gì đó thì mới nín được. Nhưng mà em cũng cảm ơn anh đã cứu em. Không cần cảm ơn tôi đâu, dù sao cô cũng chăm sóc tôi mấy ngày hôm nay. Nếu là người khác thì họ cũng làm như vậy thôi. Với lại nếu không cho cô cắn thì chắc cô khóc đến sáng đó. Còn tên bác sĩ háo sắc kìa, cô định xử lý làm sao? Chuyện này phải báo lên cho trưởng khoa biết. Giờ anh đi với em ra chỗ chú Tư bảo vệ đi, quay lại văn phòng bắt hắn, rồi mình cùng trình báo lên sự việc. Anh sẽ là nhân chứng cho em. Nhưng mà nghĩ kiểu gì thì cũng không ngờ được, bác sĩ Trí nhìn Trí Thức như vậy, sao lại biến thái như vậy chứ? Anh ta nói là anh ta thích em lâu rồi, cũng có nhiều lần anh ta tỏ ý với em nhưng em từ chối. Chắc vì như vậy mà anh ta mất kiểm soát đó. Nói xong, hai người cùng với chú Tư quay trở về căn phòng của Trí. Lúc này hắn vẫn chưa tỉnh lại sau vụ va chạm vừa rồi. Sau khi bàn giao lại cho cơ quan chức năng, hắn bị đình chỉ công tác và cho thôi việc. Linh được thay tạm vào vị trí của hắn. Vì đã thực tập một thời gian khá lâu ở đây nên hầu hết mọi công việc và hồ sơ sổ sách của bác sĩ chính được cô nắm rất rõ. Tối hôm sau, vẫn ngồi một mình trong phòng bệnh, Luân suy nghĩ miên man về rất nhiều thứ. Điều anh quan tâm nhất lúc này là tối nay liệu cái con ma kia có xuất hiện nữa hay không. Lần trước đã bị nó bóp cổ, lần này không biết nó sẽ lại giở trò ma quỷ gì nữa đây. Luân ngồi nhổm dậy, vừa định bước xuống giường thì từ phía ngoài Linh đã bước vào. Tuy nhiên hôm nay trong dáng vẻ Linh khác hẳn, vẫn là cái áo blue trắng
nhưng không phải cùng với chiếc quần jean đen mà cô mặc hàng ngày, mà thay vào đó là chiếc váy hồng xòe, rất xinh xắn. Luân nhìn Linh không chớp mắt, thấy anh ta đang nhìn mình chằm chằm, Linh bẽn lẽn. Anh nhìn gì dữ vậy? Bộ em lạ lắm hả? Ờ thì đúng là hôm nay trông cô lạ thật. Em đã trở thành bác sĩ chính rồi đó. Vậy là cô thay chỗ cho Trí hả? Đúng rồi, từ giờ công việc của em sẽ còn nhiều hơn trước nữa đó. Tuy vậy nhưng mà cũng bớt được khá nhiều chuyện giặt giảnh. Vậy thì bác sĩ Linh này, tối nay phiền bác sĩ lại tiếp tục giúp tôi canh chừng con ma nha. Không. Thế thì tôi lại ra sảnh ngủ vậy? Anh cứ tự nhiên, giờ em là bác sĩ chính rồi, đâu còn sợ ai mắng nữa. Anh thích thì cứ ra đó mà nằm. Cô... Nếu cô đã nói vậy thì thôi, tôi đành chịu. Tôi phải ra đó ngủ thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ở đây thì không yên thân được với con ma đó. Em nói đùa với anh đó. Nếu em thực sự muốn vậy thì giờ này em đâu có ở đây. Chỉ là muốn xem vẻ mặt của anh khi bị quê nó sẽ như thế nào thôi. Vậy mà tôi cứ tưởng. Nhưng mà này, sao cô tốt với tôi quá vậy? Chắc chắn không phải vì để trả ơn việc tôi đã cứu cô, có đúng không? Nghe Luân hỏi đột nhiên, Linh ngại ngùng. Cô quay đi thỏ thẻ trong miệng. Thật ra thì em đã thích anh rồi. Luân cảm thấy khá bất ngờ. Không ngờ cô gái trong bề ngoài có dáng vẻ đanh đá hung dữ, vậy mà bây giờ lại bẽn lẽn bày tỏ tình cảm. Luân bước đến gần Linh, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Thực ra thì anh cũng có chút tình cảm với em đó. Qua nhiều lần nói chuyện thì anh cảm nhận được cái sự chín chắn tốt bụng hiền lành của em. Nhưng mà đôi lúc em còn trẻ con lắm đó. Nhưng mà anh thích những cô gái có tính cách như vậy. Không ngờ em cũng có tình cảm với anh hả? Vậy ngày mai anh về quê ra mắt ba mẹ em được không? Sao gấp vậy em? Đồ của anh để hết ở phòng trọ rồi. Chắc giờ anh phải soạn đồ để còn ngày mai đi nữa chứ. Chuyện đó để em giúp anh. Anh đưa địa chỉ phòng trọ đây đi, để em làm giúp cho. Đợt lát nữa em mang vô cho. Nói xong Linh quay về phòng trọ, còn Luân ở lại một mình. Bỗng một cảm giác phập phồng lo sợ bao trùm lấy Luân. Gió rít lên từng cơn cực mạnh, có tiếng khóc văng vẳng đâu đó. Luân biết chắc chắn đó không phải là tiếng khóc của một người bình thường. Anh cố gắng bịt tai lại để không nghe âm thanh ghê rợn đó nữa. Trong lòng thầm cầu mong cho Linh đến thật nhanh để nhanh chóng thoát ra khỏi tình cảnh khốn khổ này. Một lúc sau, có tiếng khóc của một đứa trẻ cứ ré lên từng hồi không dứt. Tò mò bước ra cửa xem thế nào thì một khung cảnh khủng khiếp đang diễn ra. Đứng cách Luân tầm 5 mét vẫn là cô gái, đầu tóc rối xù, hốc mắt rỉ ra hai hàng máu. Chiếc quần trắng cũng nhớm một màu đỏ. Trên tay đang bồng một đứa bé đỏ hỏn, người đó bê bết máu. Đứa bé cứ ré lên khóc từng hồi. Rồi đứa bé tuột khỏi tay mẹ nó, dần dần bò đến phía của Luân. Bò đến đâu thì vệt máu kéo dài theo phía sau đến đó. Luân lùi lại mấy bước, còn đứa trẻ kia thì vẫn cứ từ từ bò đến. Bỗng nhiên Luân đụng phải một người đứng sau lưng mình. Xoay người lại nhìn, cô gái với thân thể đẫm máu đang nhìn Luân trừng trừng, miệng nở một nụ cười. Luân thất thanh hét lên một tiếng. Cô gái đưa hai tay ra bóp cổ Luân. Phía sau thì thằng bé đã bò đến. Nó bò từ dưới chân lên người anh. Ánh đèn trong phòng chớp tắt liên tục. Rồi phục một cái, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tỉnh lại trong vòng tay của Linh, Luân ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng mình xém chút nữa là phải về chầu âm phủ rồi. Anh không sao chứ? Anh không sao. Nhưng thật sự không thể hiểu nổi. Chắc chắn phải có chuyện gì đó xảy ra ở căn phòng cuối hành lang. Lần này đã là lần thứ ba. Anh bị con ma đó nó dọa rồi đó. Không thể coi đây là sự trùng hợp được nữa. Được rồi, anh yên tâm đi. Em sẽ tìm cách chuyển anh qua phòng khác. Còn bây giờ thì ngủ đi. Ngày mai còn thức sớm chuẩn bị nữa đó. Tờ mờ sáng hôm sau, Linh loay hoay với đống quần áo. Sau khi tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, cô gọi Luân dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đồ đạc lên xe. Vừa đúng 6 giờ, chiếc xe dần dần lăn bánh hướng thẳng về phía quê của Linh.
Cảm giác sắp được về quê khiến Linh háo hức phấn khởi. Mỗi năm cô chỉ có hai dịp để về, đó là Tết và đám giỗ của chị hai. Tuy nhiên, mỗi lần về giỗ chị, trong lòng Linh lất phất một nỗi buồn khó tả. Nhà có hai chị em, tất nhiên Linh là người được cưng chiều nhiều hơn. Mỗi lần cả hai quậy phá, thì chị Linh luôn đứng ra hứng những trận đòn roi cho em gái mình. Rồi khi lớn lên, hai chị em dắt nhau lên thành phố học đại học. Chị của Linh vẫn dường tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô. Cứ như thế cho đến hai năm trước, Linh bất ngờ nhận tin chị mình đã mất mà không rõ nguyên nhân. Ngày đến nhận mặt thi thể, cô không thể nào quên được những hình ảnh đau thương lúc đó. Linh khuỵu xuống và nước mắt cứ thế tuôn trào, mặc cho mọi người xung quanh xúm vào an ủi. Từng dòng ký ức buồn cứ trôi đi khi Linh đang ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ. Hai hàng cây bên đường cứ thế nối dài nhau như vô tận. Gió thổi hiu hiu, làm Linh thiếp đi. Luân cạnh bên thấy vậy, đành nghiêng đầu Linh vào vai của mình rồi choàng lên người cô chiếc áo mà mình đang mặc. Cuối cùng thì sau 3 tiếng cũng đến nơi. Luân nhẹ nhàng khiệu Linh thức dậy. Sau khi đã mua xong một giỏ hoa và hộp bánh làm quà ra mắt, cả hai lội bộ gần 2 cây số để về nhà. Vừa thấy bóng con gái bước vào, mẹ Linh đon đã chạy ra đón. Về rồi đó hả hai đứa? Đi vào nhà nghỉ ngơi đi, chắc mệt dữ lắm đúng không con? Luân lúng túng vội vã cúi đầu chào. Dạ con chào bác. Người yêu con Linh đây có đúng không? Tướng tá bảnh tỏn dữ à. Thôi vô nhà đi, bà bay đang chở trọng đó, chắc ổng mừng lắm à. Từ trong nhà có tiếng người đàn ông vọng ngược ra. Con Linh về rồi hả bà? Kêu hai đứa nó vô đây đi, chờ từ sáng tới giờ à. Dạ thưa ba, con mới về. Ba má khỏe không? Linh cười tít mắt, chạy lại chỗ ba mình. Ba mẹ khỏe. Còn đây là... Ba của Linh chỉ tay về phía Luân. Dạ con chào bác. Con là bạn trai của Linh à? Ta nói má của con Linh ngóng tụi bay từ tối qua tới bây giờ đó. Bà có ngủ nghề gì được đâu, chờ gặp mặt thằng rể tương lai. Mà con biết mần gà không? Ra sao nhà phủ bắt chặt con gà đi, rồi mình đem lên chuẩn bị cúng cho chị hai con Linh nghe. Đời sinh viên luôn ăn mì còn nhiều hơn ăn cơm. Nhặt rau muống anh còn chưa thành thạo thì nói gì đến việc chặt con gà. Nhưng bây giờ từ chối thì không được. Nghĩ một hồi, Luân đành tặc lưỡi cầm con dao đối mặt với con gà vừa được luộc xong. Khói vẫn còn bốc lên nghi ngút. Tuy nhiên không tài nào Luân có thể chặt được nó. Thật sự Luân mù tịt về việc này. Nhìn thấy Luân đang lóng ngóng với con gà, bà Linh như hiểu ý, ông vội chạy đến. Mày cầm hai cái dĩa thịt kho với mấy cái cuốn chả giò đem lên trước đi, để con gà đó bác xử cho. Luân nhanh nhẹn bưng hai dĩa thịt chạy lên nhà trước, mà trong lòng mừng thầm. Anh tiến đến cái bàn con đặt cạnh bàn thờ lớn. Đó là bàn thờ được để thờ riêng cho Trâm, chị hai của Linh. Nhưng vừa mới nhìn lên di ảnh đặt trên bàn thờ, Luân điến người lùi lại, mồ hôi nhễ nhại hai bên trán, mắt mở to nhìn không chớp. Người trên bàn thờ chính là Linh. Khuôn mặt nhỏ gọn xinh xắn, đôi mắt to tròn, lông mi cong vút, không thể nào lẫn đi đâu được. Đột nhiên từ phía sau có một bàn tay chụp lấy vai Luân. Anh giật thót người quay lại, tí nữa thì làm rơi hai dĩa thịt trên tay. Anh làm cái gì vậy? Sao đứng như trời trồng vậy? Trời đất ơi, em muốn dọa chết anh hả? Anh nói cái gì vậy? Em dọa anh lúc nào? Em đang định hỏi anh đó. Sao không để đồ ăn lên, cứ đứng nhìn chằm chằm vào tấm ảnh vậy? Hai đứa đốt nhang cho chị đi con. Còn con Trâm, em bay dẫn thằng em về để ra mắt bay nè. Bay thấy ưng thì phù hộ cho hai đứa nó được hạnh phúc nha con. Linh dẫn Luân ra sau vườn, nơi chị hai mình được chôn cất. Đứng trầm ngâm một hồi lâu, cô cầm nhang lên khấn, rồi kéo Luân ra phía sau, cách ngôi mộ khoảng vài chục bước đi. Ở đó có một mô đất nhỏ được đắp lên. Cắm một cây nhang xuống mô đất, Linh lặng người đứng nhìn, nước mắt ứa ra, cố không để cho mình nấc lên thành tiếng. Luân thấy vậy,
chỉ còn biết nắm chặt hai vai cô xoa nhẹ. Tuy không hiểu đây là mộ của ai làm cho Linh phải khóc, nó khiến Luân rất tò mò. Nhưng trong tình cảnh hiện tại, anh không tiện hỏi. Hồi lâu lấy lại được sự bình tĩnh, Linh nói trong tiếng nấc. Đây là mộ của cháu em, là con của chị Trâm đó. Con của chị hai em hả? Nhưng mà anh chưa hề nghe em nhắc đến chồng chị ấy. Ngôi mộ này là do em tự đắp. Ba mẹ em không hề biết chị hai có con và cũng không biết đến ngôi mộ này đâu. Em giấu ba má vì không muốn làm họ đau lòng. Chuyện này chỉ có anh Tú là anh họ của em biết thôi. Cũng chính anh ấy là người thường xuyên đến thắp nhang cho bé đó. Lúc đó anh Tú cùng với em đưa thi thể chị về đây an táng nè. Em kể hết cho anh ảnh nghe. Ngoài ảnh ra thì anh là người thứ hai biết chuyện này đó. Có chuyện gì xảy ra với chị của em vậy? Em sẽ kể cho anh nghe mọi chuyện sau. Còn bây giờ mình ra nhà trước thôi, để ba mẹ chờ. Nhưng mà anh nhớ giúp em một việc, tuyệt đối không được nhắc hay là hỏi về cái lý do tại sao mà chị em mất trước mặt ba má em, nghe chưa? Anh nhớ rồi. Thôi, mình đi đi em. Sau đó hai người trở ra nhà trước. Nhìn Linh quệch đi hai hàng nước mắt và đôi mắt đỏ hoe, bà của Linh cười nhìn sang Luân. Con Linh là nó như vậy đó. Lần nào về thắp nhang cho chị nó cũng khóc. Tính tình mất ước từ nhỏ. Thôi hai đứa ngồi xuống đây đi con. Cả gia đình Linh cùng Luân dùng bữa trong vui vẻ. Một bữa cơm đầm ấm gia đình. Hoàng hôn dần buông xuống. Có một hiện tượng lạ mà Luân đã kịp để ý trước khi lên xe trở lại thành phố. Đó là ba nén hương đốt trên bàn thờ của chị hai Linh vẫn còn cháy. Nó không hề tàn đi một chút nào. Đúng là nghịch lý. Nhang được đốt từ lúc trưa. Đáng lý nó phải tàn từ rất lâu rồi. Ngồi trên xe, Luân không khỏi thắc mắc về hiện tượng lạ ban nãy. Đành quay sang hỏi Linh. Anh không biết là có nên hỏi em chuyện này không? Anh muốn hỏi đến ba nén nhang trên bàn thờ của chị em chứ gì? Làm sao em biết? Thật ra thì em đã quen với việc đó rồi. Năm nào cũng vậy hết á. Vào đúng ngày giỗ của chị hai em là nhang đốt không bao giờ tắt. Nhưng chỉ duy nhất xảy ra ở bàn thờ chị em mà thôi. Nhang ở ngoài mộ cũng vậy. Tuy nhiên qua ngày hôm sau thì tự động sẽ tàn dần. Giải thích thì chả ai có thể giải thích được. Hỏi mấy ông thầy Pháp thì mấy ông bảo rằng vì người chết chưa được siêu thoát cho nên nhang đốt không tàn. Em nửa phần tin và nửa phần ngờ. Cũng không biết nói sao nữa. Nói vậy ý em là chị em chết oan hả? Bởi vì chỉ có người chết oan mới không có siêu thoát. 2 năm trước, đang ở giữa tiết học thêm anh Văn thì em nghe được điện thoại báo rằng chị đã mất. Trong đêm tối em vội vã chạy đến bệnh viện. Đến nơi thì người ta bảo rằng chị em đã tử vong vì mất quá nhiều máu. Rồi đưa cho em một bào thai chưa thành hình đã bị lấy ra. Lúc đó em chỉ còn biết thét lên trong vô vọng. Thời gian sau em tìm hiểu được, hóa ra chị em bị một tên sở khanh lường gạt. Sau khi làm chị em có thai, hắn không những không có trách nhiệm mà còn ép chị em đi phá thai nữa. Em lần mò tìm được nơi chị ấy phá thai. Anh biết đó là nơi nào không? Là nơi nào? Chính là bệnh viện anh đang chữa trị đó. Vậy là em... Đúng vậy. Em sau đó đã cố gắng học rồi xin vào bệnh viện đó để thực tập. Thực ra khu vực anh đang chữa trị trước kia là khoa sản. Sau sự việc của chị em, vì không muốn làm mất uy tín của bệnh viện, ban giám đốc đã quyết định đập bỏ và sửa nó lại thành khoa ngoại chấn thương. Căn phòng nằm cuối cùng dãy hành lang chính là căn phòng đã dùng để phẫu thuật cho chị của em đó. Chỉ có căn phòng đó là chưa bị phá bỏ. Em muốn tìm cho ra tên bác sĩ đã thực hiện các phẫu thuật của chị em. Vì đúng ra theo tuần tuổi của cái bào thai, chị em không thể phá bỏ nó được. Vậy mà bác sĩ vẫn chỉ định cho phá, dù thừa biết rằng nếu làm vậy sẽ có thể khiến chị em mất mạng. Em đã tìm ra hắn chưa? Cho đến nay thì em vẫn đang âm thầm điều tra, nhưng mà vẫn chưa tìm được. Cuộc trò chuyện của hai người phải dừng lại vì xe đã đến nơi. Trở lại căn phòng bệnh quen thuộc của mình, Luân chợt thấy thằng Minh đang ngồi ngủ gục trước cửa.
Kế bên là một túi đồ bự chảng. Anh đá vào chân mình. Ê, sao nằm đây vậy? Mình giật mình tỉnh giấc, chống tay đứng dậy. Mày đi đâu từ sáng đến giờ làm tao chờ muốn rụt xương vậy? Ừ thì tao đi có chút việc mà. Ủa mà ai đây? Bạn gái tao. Mà mày làm gì ở đây vậy? Còn có túi đồ đây nữa, mày cho tao hả? Mày tốt bụng quá hả? Tốt cái đầu mày đó. Bữa trước chẳng phải mày nói ở đây có ma hay sao? Cái này là đồ nghề đó. Tối nay dùng để bắt con ma cho mày. Hai người định bắt ai? Linh lên tiếng làm cho Minh và Luân hết hồn. À, thằng này là bạn cùng phòng trọ với anh đó. Nó có thêm cái nghề tay trái nữa. Có thể gọi nó là pháp sư cũng được. Em cũng biết mấy hôm trước anh bị ma dọa mà có đúng không? Cho nên anh nhờ nó đến đây thu phục con ma đó đó. Để yên tâm mày điều trị tiếp chứ. Không được. Thật ra thì hồn ma mà anh nói là chị hai của em đó. Cái gì? Là thật đó. Không tin hai người đi theo em. Rồi Linh dẫn Minh và Luân đi dọc theo hành lang đến căn phòng cuối cùng. Từ đằng xa, có một thanh niên mặc bộ đồ đen, áo khoác trùm kín đầu, miệng đeo khẩu trang, đang đứng núp ló quan sát nhóm người của Luân. Mở cửa bước vào trong căn phòng đã cũ kỹ vì đã lâu không được tu sửa. Bên trong bám đầy bụi và màn nhện. Một vài trang thiết bị y tế vẫn còn ở nguyên vị trí cũ. Trên chiếc giường bệnh, ở đầu nằm là một tấm ảnh thờ được dựng đứng. Phía trước là cái lư hương được cắm rất nhiều nhang. Phần dưới của chiếc giường có một vệt to màu đen lờ mờ còn dính lại trên ga giường. Đó là máu đã bị oxy hóa theo thời gian. Sau sự việc của chị em thì căn phòng này đã bị niêm phong và cấm sử dụng. Em là người đã lén đến đây thắp nhang và đặt ảnh thờ của chị em đó. Vậy có nghĩa là hồn ma đến quấy rối anh mấy ngày nay chính là chị của em sao? Không chỉ có một mình anh đâu. Bất cứ ai đến điều trị mà được đặt ở gần căn phòng này đều bị chị em dọa. Nhiều lần em cũng muốn được gặp chị của mình lắm, nhưng không có bất cứ lần nào chị ấy về tìm em. Nếu chị không về thì mình gọi chị ấy về. Mình bất ngờ lên tiếng. Luân và Linh ngạc nhiên quay sang nhìn mình. Ừ, tao cũng không chắc, bởi vì đây là lần đầu tiên tao làm việc này đó. Nhưng mà nếu muốn gặp chị ấy thì chỉ còn cách gọi hồn chị ấy về thôi. Làm đi, em rất muốn gặp được chị mình. Ờ, được rồi, vậy thì chúng ta sẽ thử. Luân, mày đem tấm ảnh của chị ấy lại đây cho tao. Rồi mày lấy 6 cây đèn cầy tao để trong giỏ. Mày xếp thành hình ngôi sao đi. Đặt ảnh của chị vào giữa. Tắt hết đèn đi. Chúng ta sẽ đốt đèn cầy lên, ngồi xung quanh. Sau đó tao sẽ gọi hồn chị ấy về. Chị ấy sẽ nhập vào một trong ba đứa. Ai có số hợp mệnh với chị ấy là sẽ bị nhập. Hiểu chưa? Hai người kia gật đầu rồi nhắm mắt lại. Mình lấy ra 3 lá bùa rồi đốt lên. Sau đó hờ đều trên đầu của Luân và Linh. Tiếp đến, mình bắt đầu lẩm nhẩm vài câu thần chú trong miệng. Bên ngoài, bầu trời bỗng nhiên lộng gió. Từng cơn gió rít lên cực mạnh, luồn qua cửa sổ. 6 ngọn nến vụt tắt. Đột nhiên, Linh gục xuống như người đang ngủ gật. Biết là chị của Linh đã về, mình đánh động cho Luân biết. Hình như là chị ấy về rồi đó mày ơi. Chị cho em hỏi, có phải chị bị oan ức, vong hồn không thể siêu thoát, cho nên mới lẩn quẩn trong căn phòng này không? Phải một lát sau thì Linh mới lên tiếng, nhưng giọng nói là của một cô gái hoàn toàn xa lạ. Ngày trước vì đã quá tin cho một tên Sở Khanh nên chị đã trót dại trao thân để rồi mang hậu quả. Tên cầm thú ép chị đi phá thai lại chính là tên bác sĩ đã phẫu thuật cho chị. Chị lẩn quẩn ở đây là vì muốn bảo vệ một bí mật. Bí mật gì vậy chị? Ở dưới chiếc giường kia có một tập hồ sơ. Những gì mà Linh em gái chị đang tìm kiếm bấy lâu nay, tất cả đều nằm trong đó. Dẫu biết nó làm ở đây, nhưng chị không thể báo thù được. Nó tình rành lắm, sợ chị báo thù nên nó tìm thầy làm bùa phòng thân. Chị không có cách nào tiếp cận được. Bây giờ chị phải đi rồi, Linh không thể chịu đựng lâu hơn được đâu.
giúp chị chăm sóc cho nó nha. Hồi sau Linh mở mắt và giật thót người ra phía sau, hai tay quờ quạng kêu lên: "Chị hai, đừng đi mà, chị hai." Mọi diễn biến đều được Luân thuật lại cho Linh nghe. Linh khóc mãi không thôi. Sau đó, cả ba người cùng tiến đến chiếc giường mà chị Linh đã chỉ. Đúng thật, có một tập hồ sơ đã cũ nằm bên dưới. Lật tập hồ sơ ra, Linh bàng hoàng trước những gì mình đang đọc. Tên bác sĩ phẫu thuật cho chị của Linh chính là Trí. 2 năm trước, trong phòng phẫu thuật. Bệnh nhân đang bị tụt huyết áp, mất rất nhiều máu, không thể cầm máu được. Làm sao bây giờ bác sĩ? Cô phụ tá đứng cạnh Trí hốt hoảng. Trí hai tay run rẩy. Tình hình này không ổn rồi. 5 phút sau, Trâm qua đời vì bị băng huyết. Lúc đó ekip thực hiện ca phẫu thuật chỉ có Trí và cô phụ tá. Hắn đã ém nhẹm sự việc bằng cách báo lại với người nhà của Linh rằng Trâm mất vì bị chấn thương sọ não vì tai nạn. Tất cả mọi thứ được hắn sắp xếp một cách hoàn hảo, không một kẽ hở. Trừ việc tập hồ sơ ghi lại chính xác sự việc đã được cô phụ tá kia giữ lại. Lương tâm không cho phép cô để một mạng người phải chết oan. Biết được mối nguy hiểm kề cận với mình, Trí ép cô phụ tá kia khai ra chỗ cô giấu tập hồ sơ. Cô nhất quyết không khai ra, nên hắn ra tay xử luôn cô phụ tá nhằm bịt đầu mối. Tập hồ sơ cũng bị giấu ở một nơi mà hắn không thể ngờ đến. Sau khi mọi chuyện ổn thỏa, đâu vào đấy, hắn sợ hồn ma của Linh về ám, nên vội vàng tìm thầy có tiếng làm cho hắn lá bùa phòng thân. Kể từ đó, vong hồn của Trâm không thể tiếp cận được Trí, dẫu cho vong hồn cô vẫn còn đang vất vưởng ở trong bệnh viện. Linh không thể tin được vào những gì đã ghi trong tập hồ sơ. Hóa ra từ trước đến giờ, kẻ mà cô đang tìm kiếm luôn làm việc ở cạnh cô, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Sau đó mình và Luân quay trở lại phòng bệnh, còn Linh thì trở về căn phòng của mình. Ở phía sau có một thanh niên mặc đồ đen, áo khoác trùm kín đầu, rón rén bước theo Linh. Cất tập hồ sơ quan trọng kia vào trong học tủ, Linh vươn vai ngáp dài. Một ngày thật mệt mỏi với nhiều việc xảy ra. Một ly nước ép trái cây có lẽ sẽ tốt cho Linh vào lúc này. Nghĩ vậy cô nhanh chân bước ra khỏi hướng cửa về phía căn tin. Nhưng vừa rời khỏi phòng, từ phía sau có một bàn tay lao tới bóp lấy miệng Linh. Cô không thể nói được. Chất giọng quen thuộc lại cất lên: "Cô giao tập hồ sơ đó ra, nếu không cô sẽ mất mạng." Linh vùng vẫy chống cự nhưng không thể thoát ra được. Đột nhiên điện thoại của Linh trong phòng reo lên. Thấy thế, tên thanh niên kia vội kéo cô ra một góc khác rồi biến mất. Ở trong phòng bệnh, sốt ruột vì gọi mãi cho Linh mà Linh không bắt máy, Luân có chút lo lắng và quyết định quay lại căn phòng ban nãy. Mở cửa bước vào, nhưng chỉ thấy điện thoại của Linh nằm trơ trọi trên bàn, còn Linh thì đã biến đi đâu mất. Ngay lúc đó, điện thoại Linh lại đổ chuông, một số máy lạ gọi vào, đầu dây bên kia có giọng người đàn ông lên tiếng: "Là ai đang giữ điện thoại?" "Tôi là người quen của Linh. Xin lỗi, anh là ai?" "Linh đã bị bắt cóc. Muốn cứu cô ấy thì lấy tập hồ sơ trong học tủ ra. 30 phút sau có mặt ở khu phía sau khuôn viên của bệnh viện. Cách đó 3 ngọn đèn có một con đường nhỏ. Đi thẳng vào đó và chờ tao liên lạc. Nhớ là đi một mình. Tao mà thấy có bất cứ bóng dáng của đứa nào khác thì cứ chờ nhận xác của cô gái này đi." "Alo, alo." Sau chuỗi lại yêu cầu mà người đàn ông kia đưa ra, Luân lờ mờ hiểu được đây chính là Trí. Nhưng hắn đã bị công an bắt rồi mà, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Không cần suy nghĩ nhiều, điều bây giờ cần phải làm gấp là lấy tập hồ sơ rồi mau chóng đến chỗ hẹn giải cứu cho Linh. Cầm tập hồ sơ trên tay, Luân làm theo đúng như những gì người đàn ông kia căn dặn. Bước vào con đường nhỏ, Luân thận trọng nhìn ngó xung quanh, chợt phát hiện ra một căn nhà hoang lụp xụp nằm phía cuối đường. Anh từng bước tiến vào bên trong, đứng giữa nhà ngó nghiêng một lát. Điện thoại của Linh trong túi Luân bỗng nhiên đổ chuông. "Lùi lại 2 bước rồi giơ tập hồ sơ lên."
làm đúng theo những gì tên kia nói. Luân cố gắng tìm ra vị trí kẻ đang quan sát mình. Tốt lắm, có vẻ mày đi một mình, nhưng tao báo trước, đừng có dại mà giở trò. Mạng sống của cô gái này đang nằm trong tay tao đó. Nói xong hắn cúp máy, còn Luân vẫn đứng đó chờ xem có động tĩnh gì không. Đột nhiên có tiếng mở cửa, một người đàn ông tay đang kề dao vào cổ cô gái dần dần bước ra. Linh, em có sao không vậy? Không cần nói thì tụi mày cũng biết tao là ai có đúng không? Là anh sao Trí? Nhưng anh đã bị bắt rồi mà. Chuyện đó mày không cần quan tâm. Bây giờ đem tập hồ sơ ra đây. Lật đến trang cuối rồi đặt xuống đất. Sau đó lùi ra, nhanh lên. Luân làm theo và không dám manh động. Có được thứ mình cần, hắn tiến đến chỗ tập hồ sơ. Trên tay vẫn lầm lầm con dao kề sát cổ của Linh. Luân vẫn giữ khoảng cách. Bước được một khoảng, hắn xô Linh ngã xuống, chụp lấy tập hồ sơ, rồi cắm đầu bỏ chạy ra đường lớn. Vừa thấy Linh bị té, Luân vội vàng chạy đến đỡ dậy, rồi tháo dây trói. Đang đuổi theo, để lấy lại tập hồ sơ. Đừng anh, nguy hiểm lắm. Cầm tập hồ sơ trên tay, Trí lao như điên như dại ra giữa con đường lớn. Vừa chạy vừa thở hổn hển, lật tập hồ sơ ra để kiểm tra lần nữa. Bất ngờ hắn nhìn thấy đằng trước có hai cô gái mặc bộ đồ trắng, lúc ẩn lúc hiện, đầu tóc xõa sợi. Mãi nhìn theo hai cô gái ấy mà hắn không hề nhận ra rằng mình đang đứng giữa đường. Từ đằng xa một chiếc xe tải mất lái lao thẳng vào. Trí bị hất bay lên rồi rơi xuống. Tập hồ sơ rớt ra bên cạnh, gió cuộn lên thổi từng trang giấy mở ra, rồi khép lại. Từ trong một góc khuất tăm tối, hai cô gái đầu tóc xõa sợi, mặc bộ đồ trắng, chứng kiến tất cả sự việc, miệng nở ra nụ cười mãn nguyện, rồi tan biến đi trong hư vô. Ở quê nhà của Linh, bà nén nhang trên bàn thờ của chị Trâm cũng đã dần tắt. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Oan Hồn Trong Bệnh Viện của tác giả Anh Tuấn. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị có một buổi tối an lành. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.